giác của anh lúc nãy ở nhà em như thế nào? Vui mà, mặc dù là anh cũng muốn là gặp hết mọi người xem đông vui cỡ nào mà chưa gặp được, nhưng mà vui mà, để lâu lắm rồi anh không có được ăn cơm nhà hay là ăn cơm gia đình rồi cả, toàn ngồi ăn một mình thôi à. Thế nên là hôm nay được ngồi ăn cùng với bố mẹ em, với em cũng vui. Mọi thứ là mới lạ hết, vậy lần đầu tiên hết. Cho nên là đó kiểu cảm giác thú vị, kiểu vẫn còn đang tìm hiểu. Không ai thấy nữa mà ghét thì không ghét rồi đó. Không biết là may lắm rồi đó. May là còn nói không ghét thì không là suy nghĩ đấy. Tối ngủ bắt tay chán suy nghĩ về em thì anh thấy là anh có thích cái cách mà em kiểu biết quan tâm người khác, biết quan tâm người khác. Sao không? Bảo là chưa ra Hà Nội, không biết mùa đông Hà Nội bao giờ thì đây vào trong này. Nó cũng giống giống như vậy, chỉ khác là nó không có tuyết rồi. Đúng là lạ không à? Trời ơi! Mình trưởng thành đi! Cái gì? Này lên đây anh kéo. Ngồi đây. Tay có lạnh không? Không, tay anh ai bảo tay anh ấm, đúng không? Chỉ lạnh hồi sáng thôi. Nào bây giờ mình xuống nhá. Hey, dạ. Hey, nhìn hai đứa cực quá. Nào, sẵn sàng chưa? Let's go. Không thèm xuống anh ơi. Cái này ngớt thêm nữa. Wow. Wow. Trời đấy, ơi. Nghe nói. Gì vậy nè? Nghe nói em chưa ra Hà Nội bao giờ. Và không chưa cái lạnh ngoài Hà Nội bao giờ thế à? Giờ có tuyết hả? Lạnh nó như thế này luôn này. Ở Hà Nội có tuyết không? Có. Thật ra thì giờ biết có tuyết. Hãy tặng em này. Em cảm ơn. Thế là anh có cái này. Wow. Cái này là do shop anh thiết kế. Shop của anh thiết kế. Anh thiết kế áo này tặng em. Anh, áo đôi ha. Anh thiết kế. Anh thiết kế mà. Wow. Anh có một shop đồ tự thiết kế. Em thấy sao? Đẹp không? Có thích không? Thì là áo đôi với anh. Xong em mặc. Nói chung hôm nay anh rất là vui. Thực ra thì trước giờ anh chưa có bao giờ có một buổi như thế này. Nên là gặp em mà thật sự là em là cũng là một người mà một người cô gái mà có cá tính anh cũng rất thích. Thì, qua chương trình này thì anh thấy là may mắn để gặp nhau. Thế là không, nhưng mà đó, ngoài Hà Nội thì cũng lạnh lạnh tầm vầy này. Những em hỏi anh ở Hà Nội có tiếc không luôn á? Có đấy.
Anh em tốt. Thế hả? Hơi sao có tuyết được. Nhưng mà nói chung là nó cũng lạnh lạnh tầm này. Đấy là anh, em bảo là em chưa ra Hà Nội bao giờ, cũng chưa thấy cái vét ngoài Hà Nội bao giờ. Nên là anh nghĩ là đây cũng rất là hợp. Tại vì nếu mà có cơ hội anh sẽ dẫn em ra ngoài Hà Nội. Đây, em thử mặc vào đi. Em có... Thôi đồng tạ lồng xe mà cho anh xem như thế nào. Bây giờ anh tặng em cái áo này với mục đích gì? Thì tặng em thôi. Thứ nhất là tặng em, nói chung là cái áo này nó cũng... Là vì hôm nay là anh thường có thói quen là tặng một món quà nào đó cho người mà lần đầu tiên gặp. Để đợt này anh rất là vui, thật sự rất là vui. Thì anh thấy là bọn mình rất hợp. Em đồng ý thì em sẽ nhận món quà này của anh. Em cảm ơn anh. Em sẽ mặc thử nha. Này chồng vô thì chắc vui lắm. Áo ở trong rồi áo ở ngoài. Rồi mặc áo cũng nam tính lên nè. Nam tính. May quá là em, anh thấy là size của em có vẻ hợp. Không, thực ra cái này là anh đã chọn size rộng cho em á, thì mình có thể là mặc mấy cái kiểu là đấy, không hề là quần bị... đúng không? Không bị như kiểu là chết tiệt, nó hai cái tay vui. Không sao, không sao, đây xem này đẹp. Em vẫn sống những tháng ngày đẹp hơn.